Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Cẩm Nang Tiểu Học. Video hôm nay chúng ta sẽ tập viết chữ bờ viết hoa và chữ bờ viết thường nhé. Đây là chữ bờ viết hoa, các em hãy đọc theo cô nào. Bờ, bờ, bờ. Đây là chữ bờ viết thường, các em hãy đọc theo cô nào. Bờ, bờ, bờ. Đây là cách viết chữ bờ viết hoa. Viết thường.